Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Phòng, Quảng Ninh. Đủ mọi đầu xe liên tỉnh tập kết như một bến xe trên đại lộ Chu Văn An. Dù biển cấm dừng, cấm đỗ được dựng ngay trên đại lộ, thế nhưng các chủ phương tiện chẳng ai quan tâm. Hàng trăm xe tải dàn hàng hai, hàng ba thi nhau chiếm dụng lòng đường, vỉa hè để bốc dỡ hàng hóa. 10 làn xe thì 4 làn bị chiếm dụng làm nơi đỗ của xe tải. Người tham gia giao thông cũng chẳng biết đâu là làn xe dành cho phương tiện của mình. Mình thấy nó rất là gây nguy hiểm luôn. Bởi vì là xếp hàng 2, hàng 3 thì lấn hết sang đường của các loại xe khác rồi. Cái điều này sẽ gây nguy hiểm và cũng như là gây lên cái nguy cơ tai nạn nhiều hơn. Vào giờ cao điểm, lượng phương tiện dừng đỗ bốc xếp hàng càng thêm nhộn nhịp. Mọi làn xe đều bị chiếm dụng, khiến cho tuyến đường càng thêm ùn tắc. Khi mà đi qua cái đoạn đường Chu Văn An này thì cảm thấy rất là bực mình, tại vì là đường thì đã bé rồi nhưng mà các xe, các loại phương tiện như là xe tải thì cứ xếp thành hàng, có khi thì là 1 đến 2, thậm chí là 3 hàng. Không chỉ lòng đường, ngay cả vỉa hè vốn dành cho người đi bộ cũng bị chiếm làm nơi để hàng hóa. Hết thùng hàng này đến thùng hàng khác được chất thành từng đống trên vỉa hè vì sợ người ta gửi đồ không nhận ra. Nhiều chủ xe còn tận dụng hàng cây xanh ven đường để làm nơi treo biển. Thế nhưng, mặc cho những nguy hiểm đang rình rập, hoạt động bốc xếp hàng hóa vẫn diễn ra bình thường và đều đặn từ sáng đến trưa. Theo các chủ xe, hoạt động bốc xếp hàng diễn ra nhộn nhịp trong buổi sáng từ 9 giờ đến 13 giờ. Một chủ hàng tiết lộ lý do ngang nhiên bốc xếp hàng hóa trái phép. Không mấy khi. Nói chung là không công việc gì đâu. Xếp trên xe là sao đâu. Thì các bạn đi chơi nó mới được phép khám thôi. Vâng. Còn ngoài ra không được phép khám trường. Nó đến nó tiêm phép. Bên này nó mới được kiểm tra. Thì đưa cho nó bài trong. Vâng. Trường nó đến nó vẫn quay. Chỉ ngoài trừ mình hướng mình không cho nó thì nó cứ gọi thị trường đấy thôi. Đại lộ Chu Văn An đi qua hai quận Hoàng Mai và Thanh Trì có chiều dài hơn 2,5 km thì các phương tiện cũng đỗ xe dài chừng đó, nhếch nhác, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông là vậy. Nhưng chẳng thấy bóng dáng cơ quan chức năng nào xử lý. Hàng ngày, hàng trăm xe tải vẫn cứ dừng đỗ, hàng hóa thì vẫn bày bán, vỉa hè, lòng đường thì bị chiếm dụng. Còn người tham gia giao thông thì vẫn phải khổ sở đi qua con đường đắt đỏ này.